Trong đêm qua, bệnh viện giá chiến số 2 Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 500 ca nhiễm Covid-19 chuyển từ bệnh viện Tâm thần Bắc Giang và huyện Việt Yên. Và đây là các ca được ghi nhận trong những ngày qua. Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang được đặt tại nhà thi đấu thể thao tỉnh với quy mô là 620 giường bệnh cùng với 500 cán bộ nhân viên y tế. Theo Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết việc chuyển hơn 200 bệnh nhân COVID-19 từ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang sang Bệnh viện Giã chiến số 2 nhằm lấy cơ sở thành lập thêm trung tâm điều trị hồi sức tích cực. Cùng với đó, khoảng 300 ca bệnh từ huyện Việt Yên cũng được tiếp nhận tại đây, giảm tải cho địa phương đang được xem là tâm dịch của Bắc Giang. Bệnh viện Giã chiến số 2 có chức năng cách ly, chăm sóc, điều trị và cấp cứu bệnh nhân COVID-19. Các phòng bệnh nhân tại đây được bố trí bằng vách ngăn theo nguyên tắc một chiều tách biệt phòng chống lây nhiễm chéo.